Sao sếp nhìn suy thế? Chú đây anh tìm chú mãi từ sáng. Anh thấy quán LG Gram này ngon đấy. Nhưng mà bây giờ làm cái nào để người ta mua được? Anh ngồi nghĩ mãi cả sáng không thấy cách gì cả. Giời, cái này thì đơn giản, sếp chỉ cần làm mấy cái video viral vui vui, thế là có người xem ngay. Viral là cái gì? Thì đại khái nó là những cái video mà sếp làm lặp đi lặp lại cái hành động ấy. Thôi thôi thôi, được rồi, bây giờ nhá, cái video nó sẽ như thế này này. Đây, giọng đẹp gõ nẩy mịn màng căng, dẻo dai nhạy cân dẻo dai căng mịn màng, màn hình rộng đẹp phím gõ nẩy, tóc pat mịn màng, đôi loa căng, pin dẻo dai nhạy cân, máy tốt, máy tốt. Hay đấy, nhưng mà người ta muốn xem thực sự dùng nó như nào cơ. Thì sếp cứ để phần đó lên đầu, còn phần này thì sếp làm thêm phần trải nghiệm đi. Đây, nó sẽ trông như này này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với video review cuối cùng của LG Gram 17 inch. Và trong các video trước thì các bạn cũng đã biết thì chiếc LG Gram là một chiếc laptop nó rất là mỏng, rất là nhẹ và pin thì rất là trâu. Nhưng mà những cái điểm tạo nên nổi bật của LG Gram so với những chiếc laptop khác đó chính là các cái trải nghiệm. Và đầu tiên thì sử dụng trong các ứng dụng mà phổ biến như là Word hay là Excel hay là gõ bàn mạng bình thường ấy, thì mình cảm nhận cái bàn phím của LG Gram nó có độ nông nó khá là ổn. Tuy là nó sẽ là bàn phím laptop nên là các bạn không thể nào mà có được cái cảm giác gõ nó giống được như các bàn phím cơ. Nhưng mà đối với mình thì cái cảm giác gõ trên laptop như vậy là khá là ổn rồi. Nhưng mà đối với một người dùng mà không bao giờ dùng cái phần 5 pad như bên mình, thì mình thấy là LG Gram họ có thể là bỏ phần 5 pad đi và họ dịch chuyển cái bàn phím vào giữa thì dùng cảm giác họ sẽ cân bằng hơn. Nhưng mà đấy là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. Về phần top pad thì mình đánh giá LG Gram cũng một top pad khá là tốt, khi mà cái diện tích top pad của họ rất là lớn. Và thứ hai đó chính là họ đã phủ kính ở trên top pad nên là cảm giác gì các bạn, nó có cái độ phản hồi tốt. Và cái nữa đó chính là những cái cử chỉ tương tác với top pad mình đánh giá là đa dạng và rất là mượt mà. Điểm duy nhất mình đánh giá mà cái top pad LG Gram 17 inch nó chưa làm tốt đó chính là cái cảm giác ấn nút mình nghe nó hơi lọc cọc. Và nếu mà họ làm tốt cái nữa và êm ái hơn thì có lẽ là điểm 10 trên 10 cho top pad của LG Gram 17 inch. Một điểm mà mình rất thích trên LG Gram 17 inch mà mình đã nói từ trước ấy, đó chính là cái tỷ lệ màn hình 16:10. Cái tỷ lệ màn hình 16:10 không phải là phục vụ cho các bạn chơi game hay là xem phim, mà cái tỷ lệ 16:10 nó phục vụ cho công việc hàng ngày. Khi mà các bạn có văn bản trên Word, khi mà các bạn sử dụng vào Excel, các bạn có khoảng không rộng hơn để nhìn các dòng Excel hay là nhìn cái trang văn bản nó thoải mái hơn. Và cái khoảng không này cũng giúp ích cho các bạn khi mà sử dụng những phần mềm edit ảnh như là Photoshop. Chắc chắn là ai cũng rất thích như là mình vậy. Mặc dù máy không cả đồ họa rời và chắc chắn sẽ là không tốt để chơi game rồi, nhưng mà mình vẫn thử lên màn huyền thoại trên LG Gram thì chúng ta có thể đạt được khoảng tầm 60fps. Và nhưng mà sẽ không ổn định cho lắm, tại vì dù sao thì cả đồ họa onboard nó vẫn là cả đồ họa onboard mà thôi. Và mình nghĩ thì những người sở hữu LG Gram thì họ cũng không phải dùng máy để chơi game, tại vì họ đều là những người dùng trong công việc là chính thôi. Anh thấy đúng là cái phần vui vui chứ gọi là viral với cái gì để bên đầu người ta xem, còn cái phần chi tiết để phía sau người ta ai xem mình xem, hợp lý ấy. Video nó chỉ đơn giản đấy thôi, nhưng mà sếp ơi, cái này làm được lương không ạ? Chú linh tinh, làm đam mê lương lậu gì. Và vừa rồi là một video quảng cáo LG Gram. Xin chào và hẹn các bạn ở những video sau.